có một cái tựa đề bài thi môn văn thì đặt ra uh, như thế này nếu chị dậu được chọn để uh, làm một cái buổi gặp nhau giải tỏa cái mâu thuẫn giữa trí phèo và bá kiến thì theo anh chị và các bạn cảm nhận cái bài văn đó sẽ được viết như thế nào thì sau đây thắng ơi xin được dành ít phút đưa ra cái cảm nhận mang tính cá nhân của mình nếu gặp phải một cái đề văn mẫu là chị dậu nếu chị dậu được chọn làm người để mà tổ chức cái buổi gặp mặt giải tỏa cái căng thẳng của bá kiến và trí phèo đây là một trong những cái đề văn nếu như thực sự mà có được tranh luận thì là sự kết hợp giữa nhà văn Ngô Tất Tố và à, tác phẩm nổi tiếng à, là Chí Phèo và của nhà văn Nam Cao. À, điều đầu tiên thì trước khi mà để đi trả lời đi cảm nhận về cái à, tựa đề của một cái bài văn mẫu như thế thì thưa với anh chị em và các bạn có một số người uh, trong uh, một số cái tác phẩm uh, gần đây thì có đặt ra một vấn đề đó là nếu so sánh uh, giữa ba cái con người gọi là cùng cánh khổ thì Trí Phèo, lão Hạc và chị Dậu thì ai là người ai là người khổ nhất, ai là người khổ nhất? Ai là người khổ nhất trong cái 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 việc mà ba cái người ba cái con người khổ này thì để cảm nhận về điều này thì bài văn có rất nhiều người cho rằng là chị dậu là người khổ nhất lão hạc à, thì kết cục cuối cùng là à, ăn bả chó và chết cái việc chết của lão thì mục đích là mình kết liễu đời mình để không quyết nhất quyết không tiêu vào cái phần tiền bòn vườn à, của mình hòng là để lại một phần vốn liếng cho người con trai đi đồn điền cao su về có thể là cưới vợ à, lão phải bán con chó mà cái đứa cái 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 thứ mà hàng ngày lão chăm sóc và coi nó như một người thân của mình và cuối cùng thì lão ăn bà chó mà chết cuộc đời của lão cũng rất khổ cuộc đời của chí phèo thì sinh ra không mẹ không cha à, rất nhiều những cái cảnh ói om trong cái xã hội à, thời à, bấy giờ thì kết cục cuối cùng là khi mà được ăn bát cháo hành của Thị Và cảm nhận được cái tình cảm của Thị Thì Trí uh, tính rượu trong hàng hà xa số Những cái cơn liên miên trong cái say rượu Thì Trí nhận ra là tại sao mình lại làm khổ cái làng vũ đại như vậy Và Trí nhận ra được nhiều điều Và Trí có phần hối hận về những gì mình làm tuy vậy thì cái cảnh khổ xô đẩy và thị nữ đã à, gọi là dội rũ bỏ cái tình cảm của mình với trí và khi mà trong cái cơn mê say tiếp theo thì trí lờ mờ nhận ra cái đứa mà làm cho trí Chí khổ chính là bá kiến và trí đã kết liễu cái đời ba kiến bằng một nhát dao và trí cũng chết ở lò gạch còn à, với thị à, với chị dậu thì một trong những gia đình gọi là gọi là khổ một cách đại diện rất là khổ khổ rất là khổ nhà nghèo không có tiền đóng thuế và đặc biệt là thiếu tiền đóng thuế thân cho chồng khi mà chồng rất là hom hem không kiếm được tiền và bệnh tật không có thuốc mua cho chồng thì chị đã phải bán đi đàn chó con à, chị cũng đã phải à, à, cuối cùng thì nghèo quá chị tiếp tục phải bán đi à, đi 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 đứa con gái của mình mà hồng là chỉ mong là à, có thể là bớt nghèo đi, bớt khổ và bớt bần cùng hơn để có thể là thay đổi cuộc sống. Vì vậy thì cũng không giải quyết được vấn đề và cuối cùng thì chị phải đi làm một cái nghề rất là tối nhục đó chính là bán sữa cho người lớn. Và khi mà mà mà, mà bị sàm sỡ thì chị đã chạy vụt đi trong đêm hồng là mong cái cái gọi là cái ngày mai tươi sáng hơn sau một cái đêm dài đen tối thì cả ba nhân vật đều là những cái nhân vật mà rất là đại diện rất là điển hình cho những người nghèo những người cùng khổ những người khổ của giai đoạn phong kiến trước đó còn thưa với anh chị em và các bạn thì nếu xét thì có thể nhiều người sẽ cho rằng chị dậu khổ nhất chúng tôi không biết là ai khổ nhất còn về nhân vật bá kiến nhân vật bá kiến thì thực sự đây là một trong những cái nhân vật mà phải được đánh giá là 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 rất là điển hình cho 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 cái việc là những cái tay gọi là chùm sò những tay là một cái cái, cái lão mà có một cái nhân cận có là một cái nhân vật bí ối đê tiện mà và rất là cáo già vô liêm sĩ hơn thế nữa thì bá kiến là một tay mà thực sự là gian xảo hắn được phơi bày trọn vẹn trong cái âm mưu hại người hại những người xung quanh mình đặc điểm nổi trội của nhân vật bá kiến và vợ chồng bá kiến đây thực sự là một cái một một nhân vật thể hiện được rất rõ cả đây là một cường hào uh, cáo già và lọc lõi điểm qua những cái nhân vật như thế để chúng ta có thể phần nào định hình được những cái nhân vật trong cái tác phẩm, những cái tác phẩm của Nam Cao của Ngô Tất Tố và cái vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi giải quyết cái vấn đề mà chúng ta đặt ra đó chính là nếu trong trường hợp mà chị Dậu được chọn để tổ chức một cái buổi gọi là gặp gỡ làm gọi là giảm cái mâu thuẫn của trí phèo và Bác kiến thì kết cục nó sẽ như thế nào thì rất có thể là khi chị dậu tổ chức một cái buổi gặp gỡ như vậy thì sẽ không có cái chết không có nhát dao của trí trí mạng vào Bác kiến và cũng không có cái chết của trí rất có thể một kịch bản tốt đẹp về của trí sẽ, sẽ 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 tốt hơn nợ sẽ được sau khi buổi gặp và triển khai xong tổ chức xong chị dậu rất có thể là sẽ không phải bán đàn chó mà có thể là làm thịt chó để làm một buổi buổi tiệc nhậu linh đình bằng nhiều món như là nhựa mận hay là những món của từ cái đàn chó của mình để mời anh bá kiến và anh chí phèo ngồi lại với nhau thương thảo với nhau để có thể là là đưa đến một cái sự gọi là giảm bớt cái căng thẳng giữa trí và bá kiến và cũng rất có thể nhờ đó mà chị dậu có thể thay đổi được cái kịch bản của cuộc đời mình thay đổi được cái kịch bản của của của, của cái cảnh nghèo của gia đình chị dậu nếu được nếu cho phép được cho phép của Ngô Tất Tố thì có thể uh, sau cái buổi đó thì tôi muốn biết thêm cái 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 câu chuyện này là À, những đứa con của, của của chị dậu sẽ được bác kiến quan tâm hơn, à, có thể đầu tư cho các cháu đi học và nhờ đó thì à, các cháu được à, à, giỏi giang hơn và thay đổi cuộc đời của gia đình chị dậu có thể được phép của nam cao viết thêm về tác phẩm Chí phèo thì có thể là Tôi muốn viết thêm rằng là cái cái mối đương duyên của trí phèo và thị nở sẽ được đơm hoa kết trái bằng cái cảnh cuối cùng khi mà nỡ nhìn xuống cái bụng của mình một trí phèo con sắp ra đời một gia đình đầm ấm trí phèo thị nở có thể được viết thêm thì tôi sẽ viết để giảm bớt đi cái 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 gọi là cái sự lọc lõi lõi đời của bác kiến vợ chồng bác kiến để giảm bớt đi một uh, tay địa chủ uh, gọi là uh, lõi đời tất nhiên uh, mọi chuyện uh, có lẽ sẽ không không phải là như vậy rất khó chỉ đó là trong 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 kịch bản thôi trong uh, cái sự mong muốn của tôi thôi nhưng mà thưa bên chị em và các bạn thì theo cá nhân của thắng thì thắng có thể nghĩ uh, thắng thắng nghĩ rằng cái việc mà chị dậu có làm thịt cả đàn chó để uh, mời anh Bá Kiến và anh Chí Phèo gặp nhau và chị về chị dậu cũng chỉ là cái sự mong mỏi rằng là uh, anh Bá Kiến sẽ nhìn nhận những cái thứ mà chị dậu làm để có thể uh, phần nào đó thì bớt đi siêu thuế cho gia đình chị, có thể giúp đỡ gia đình chị nhiều hơn, có thể đánh giá nhìn thấy những đứa con của chị ngoan hiền và có thể sẽ nhận làm con nuôi để chăm bẵm để nuôi nấng để phát triển các cháu thành nhân tài. Hay là cũng có thể là nhờ vào đó, nhờ vào câu chuyện mà chị dậu làm thì dân làng Vũ Đại có cách có cái cái cái, cái nhìn tốt hơn. Dân làng có cái nhìn tích cực hơn đối với gia đình chị và nhờ đó thì chị có thể sẽ bớt đi cái cảnh nghèo cảnh khổ của mình và cũng nhờ chị tổ chức cái buổi ăn nhậu gọi là buổi gặp gỡ cho trí và bác kiến thì cũng mong rằng là sẽ giải tỏa cái mâu thuẫn của bá và trí và 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 cái cái việc mà trí uh, gọi là vác dao tới nhà bá sẽ không có nữa nhưng thực tế thì anh chị và các bạn cũng phải lưu tâm một điểm một số cái điểm mà nếu như cái tác phẩm này nó 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 là có thực nó giống như cái từ nếu của chúng tôi thì anh chị phải lưu tâm là um, thực tế thì theo quan điểm của cá nhân thì chúng tôi thấy được rằng là bá kiến thì mãi cũng là bá kiến thôi bá kiến vẫn là cái kẻ lọc lõi lõi đời và đôi lúc là rất là tinh danh khi mà vợ chồng bá kiến đối đáp với chí phèo người thì nặng người thì nhẹ là kẻ đấm thì người xoa cái sự khôn ngoan cái sự tinh danh của một cái tay địa chú một cái tay lõi đời như vậy thì thực sự là là, 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 là rất là gian xảo và khó để có thể mà mong muốn một cái điều mà tốt đẹp mà đến với lại gia đình chị dậu được bản thân uh, tất cả rồi cũng sẽ phải tự lực thôi gia đình chị cũng phải tìm cách và tìm cái giải pháp uh, để tự lực gánh sinh những đứa con của chị uh, thì uh, dù có giỏi hay dở thì rõ ràng nếu ba kiến có nhận làm con nuôi thì đúng phải là những đứa con giỏi nhất của gia đình chị dậu thì bác kiến mới nhận. À, nếu bác kiến có giúp đỡ gia đình chị dậu thì rồi uh, uh, cũng phải tính cái thiệt hơn uh, gia đình chị uh, hoặc là sức lực của con chị hay là của chị thậm chí cái sứa của chị nếu như bác kiến cần thì bác kiến cũng sẽ dùng uh, và uh, bác kiến thì là một tay chắc có lẽ là chẳng bao giờ uh, chịu cái phần thiệt về mình chắc chắn là như vậy và À, cuối cùng thì chúng tôi cũng muốn nói với anh chị em và các bạn là nếu cái tác phẩm này được đưa ra, tức là nếu như mà cái câu chuyện này được đưa ra thì rõ ràng rằng là rồi cũng phải tự lực gánh trinh thôi. Chị dậu cũng chẳng mong muốn là, là 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 cũng khó để có thể định lượng được rằng là cái tác động của cái việc chị dậu làm thịt đàn chó để mời bá kiến và chí phèo đến để giải tỏa cái mâu thuẫn thì lợi hại như thế nào thì cũng rất là khó nói giá trị của đàn chó của chị nhà gia đình chị dậu liệu thực sự là có được đền đáp hay không thì điều đó là điều thực sự khó để có thể định lượng rồi chị dậu có phải bán con hay không rồi tiếp theo như thế nào nữa thì chúng ta cũng còn khó nói và có chắc rằng là sau cái buổi ngồi gọi là gặp gỡ của chị phèo và bá kiến thì có thực sự là cái kết quả sẽ không đưa đến một cái kết quả cuối cùng là Chí rồi sẽ không dịu say, no say tại cái bữa thịt cày này Rồi vung dao chém ba kiến hay không Vấn đề của Chí Phèo thì thực sự đó là sự bần cùng của xã hội Chí cũng muốn làm người lương thiện Ai cho Chí lương thiện? À, thực tế thì nó là bản chất, nó là cái câu chuyện của cái xã hội thời bấy giờ nên rất khó có thể nói được rằng là chỉ có một cái buổi gặp gỡ của 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 trí và kiến trí và bá kiến thì nó có thể giải tỏa được cái mâu thuẫn còn có nhờ những cái buổi gặp gỡ đó mà gọi là bá kiến thay đổi không có thay đổi hay không thì thực sự bá kiến vốn là là đã là đã là một cái cường hào già và lọc lõi nó có thể được gọi là chúa đất và về cái bản chất thì nhiều đời trước đó của gia đình nhà Bá Kiến thì hắn được xuất thân từ trong một cái gia đình đã từng bốn đời làm lý trưởng và bản thân hắn thì làm lý trưởng rồi tránh tổng cái xuất thân dòng dõi ấy thì liệu Bá Kiến có thể qua một cái buổi thịt cày mà chị dậu tổ chức thì có thay đổi cách nghĩ và cách nhìn cách làm hay không? Điều đó thực sự là một trong những bài toán khó nói. Còn chúng ta thì chúng ta nói có một cái câu chuyện, một cái chủ đề, một cái đề văn thực sự là nó khá là mới giữa dựa giao thoa giữa tác phẩm của Nam Cao và tác phẩm của Ngô Tất Tố để chúng ta nhìn nhận đúng hơn, hợp lý hơn về cái việc là gia đình chị dậu có phát triển được hay không nó không hẳn là phụ thuộc vào những cái sự giúp đỡ của bác kiến nó phải đến từ cái bản chất nền nền tảng của gia đình chị nó là sự thay đổi có thể chị phải vượt ra khỏi cái rào cản của cái làng vũ đại của cái làng của cái nơi chị sinh sống phải đi vào đêm tối để đi xa hơn so với những gì những cái lũy che làng của chị của gia đình chị để có thể tìm ra được cái giải pháp và nội trong những người con của chị sẽ phải bước ra khỏi cái sự cản trở của 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 cái cái, cái 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 lũy che làng thì may ra mới có thể tìm được cái ánh gọi là ánh sáng ở phía trước còn cái chuyện mà uh, dù có tổ chức hay không tổ chức thì chúng tôi cũng cho rằng đó cũng là một cái mà chúng ta cũng đặt thêm những câu hỏi và cũng đưa ra những cái cảm nhận về cái kết quả của cái buổi gặp gỡ giữa mà chị dậu làm thịt cày làm thịt chó để mời trí phèo và bá kiến tới ngồi để đàm đạo với nhau thực sự đó là một cái câu chuyện mà chúng ta khó có thể định lượng được chính xác là cái lợi ích mà gia đình chị dậu được hưởng là như thế nào mong rằng những cái quan điểm của thêm về cái đề văn nếu chị dậu được chọn làm một bữa tiệc rượu để mời bá kiến và trí phèo ngồi lại để giải tỏa mâu thuẫn thì theo quý anh chị em và các bạn thì kết cục nó sẽ như thế nào để mong quý anh chị em và các bạn để lại cảm nhận của mình dưới cái video này xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong những cái cảm nhận văn học khác mà thắng ơi sẽ chia sẻ với anh chị em và các bạn trong thời gian sắp tới thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị